7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên Vion. Lũ khốn nạn các người. Mấy người có biết là mấy người đã phá nát cuộc đời chứ ai thôi. Đã phá nát gia đình của tôi kìa. Anh Huy, anh sao vậy? Bi kịch. Bi kịch đã thực sự xảy ra rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Anh đang ổn chứ? Anh Huy, chị của tôi sao rồi? Không, chỉ có một mình thằng khốn đó phá nát cuộc đời chị cậu. Còn có tôi có phần nữa. Vụ án đó vốn không có đủ bằng chứng buộc tội chị cậu. Chứng cứ không đủ thì làm cho nó đủ đi. Cái giá bây giờ là 2 tỷ. Nếu như anh có khả năng, lập tức tống cổ hung thủ quay lại trại giam cho tôi. Cô ta đã phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Sao anh còn phải? Tòa phán 7 năm, chỉ mới hơn 3 năm mà cô ta đã muốn tự do sao? Như vậy đâu có sòng phẳng. Hung thủ giết bạn của tôi trong một vụ tai nạn giao thông sắp được đặc xá, phải chi chuyện đặc xá không xảy ra.
Anh nói cái gì? Hả? Lũ khốn nạn các người. Mấy người có biết là mấy người đã phá nát công trường chứ ai thôi? Nghe phá nát gia đình của tôi kìa. Bắt hắn ta khai ra là đã giết chết ba tôi như thế nào? Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những chuyện này. Em về trước đi. Phong, Quân đi. Cô còn em trai, còn nhiều những người bạn khác. Em đừng sợ, họ phải bước qua xác của anh. Nếu như muốn làm tổn hại tới em hay những người thân xung quanh em, lôi nó ra. Nè, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tôi sẽ cắt đứt mọi liên hệ với anh Huy. Với một điều kiện. Em không được nói. Anh cấm em đó. Ừ, em không được nói như vậy. Anh cấm em đó. Ừ. Bắt hắn ta khai ra là đã giết chết ba tôi như thế nào? Anh về đi. Làm ơn, về đi. Anh về đi. Cảm ơn em vẫn ở đây. Cảm ơn em. Anh về đi. Làm ơn, về đi. Anh đã phạm sai lầm. Có người nói rằng sẽ đợi nhau, để rồi phải hối tiếc cùng nhau đến và dằn vặt cả cuộc đời. Những câu nói còn trên đầu môi, cớ sao phải tàn vội. Lần này sẽ không như vậy nữa. Lần này sẽ khác. Lần này, cho dù phải đánh đổi tất cả tài sản, hoặc thậm chí là cả mạng sống của mình, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay. Không cần đâu.
đừng mà cảm tội lỗi, mà lừa dối trái tim mình. Anh đừng hiểu lầm. Không phải hiểu lầm. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.